ông Biden bất ngờ cân nhắc dừng tranh cử Tổng thống Mỹ. Phó tướng của ông Trump đưa ra tuyên bố nóng. Video xuống cặp tử của Houthi Thi lao vào tàu dầu trên biển đỏ. Khó dự đoán thời điểm kế hoạch quân sự của Nga ở Ukraine kết thúc. Xin cảm ơn và kính chào quý vị khán giả đến với bản tin quốc tế của Báo Thanh Hóa. Chúng tôi luôn mang đến cho quý vị những thông tin nóng hổi và cập nhật nhất về các sự kiện quốc tế nổi bật. Bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Hàng tin RT cho biết, Đảng Dân Chủ Mỹ hôm 18 tháng 7 thông báo hoãn buổi bỏ phiếu trực tuyến về việc đề cử Tổng thống Joe Biden làm ứng viên đại diện đảng ra tranh cử. Buổi bỏ phiếu ban đầu dự kiến diễn ra vào tuần tới, nhưng hiện giờ được lùi sang một thời điểm trong tháng 8. Tổng thống Biden 81 tuổi đang cách ly tại nhà ở Delaware sau khi mắc COVID-19. Bác sĩ cho biết ông mắc một số triệu chứng nhẹ. Trong khi đó, sự phản đối trong Đảng Dân chủ đối với việc ông tiếp tục tranh cử ngày càng gia tăng. Reuters dẫn các nguồn tin quen thuộc với vấn đề cho biết việc Tổng thống Mỹ Joe Biden dừng tranh cử chỉ là vấn đề thời gian khi ông đang nghiêm túc xem xét lời kêu gọi từ chức ứng cử viên tổng thống của nhiều thành viên Đảng Dân chủ. Một trong những nguồn tin yêu cầu giấu tên cho biết. Tâm trí ông ấy đang suy nghĩ về điều đó, đây là sự thật, ông ấy đang suy nghĩ rất nghiêm túc. Sau màn tranh luận thảm họa với cựu tổng thống Donald Trump, ông Biden đã phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ những nhân vật có ảnh hưởng trong đảng của mình, những người lo ngại về tuổi tác và khả năng giành chiến thắng của ông vào tháng 11 tới. Hôm 17 tháng 7, ông Biden còn khẳng định bản thân tiếp tục tham gia cuộc đua năm 2024. Tuy nhiên, một nguồn tin khác là trợ lý quốc hội của Đảng Dân chủ cho rằng chuyện ông bỏ cuộc là vấn đề khi nào, chứ không phải là có xảy ra hay không. Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ Chris Kuhn ở Delaware, một đồng minh thân cận của ông Biden, nói với CNN hôm 18 tháng 7 rằng ông Biden sẽ nghỉ ngơi và suy ngẫm vào cuối tuần này khi hồi phục sau khi mắc COVID-19. Thượng nghị sĩ James David Vance, người đồng tranh cử với ông Donald Trump tuyên bố sẽ đấu tranh cho tầng lớp lao động bị lãng quên nếu chiến thắng vào tháng 11 Ông Vance nói Tôi là lên ở Middletown, Ohio Thị trấn nhỏ nơi mọi người nghĩ gì nói đấy Gây dựng mọi thứ bằng đôi bàn tay Và dành tình yêu cho Chúa Cho gia đình, cộng đồng, đất nước Bằng cả con tim Nhưng đó cũng là nơi bị những người nắm quyền Ở Washington quyền lãng và gạt sang bên lề Thượng nghị sĩ James David Vance Phát biểu trong Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng Hòa Ở Milwaukee ngày 17 tháng 7 Đây là lần đầu tiên ông Vance Phát biểu trước Đại hội Đảng Kể từ khi được ông Trump chọn làm ứng viên phó tổng thống để đồng hành tranh cử, ông Vance tin rằng nếu ứng viên tổng thống Đảng Cộng hòa là ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới, Mỹ sẽ chỉ triển khai lực lượng quân sự ở nước ngoài trong tình huống buộc phải hành động. Đồng thời nói thêm, chúng ta sẽ chỉ gửi con cái của mình tham chiến khi bắt buộc phải làm vậy. Ông Vance đã chỉ trích những chính trị gia như tổng thống Joe Biden, người có thâm niên chính trường còn cao hơn tuổi đời của ông, đã hủy hoại những cộng đồng giống quê nhà ông bằng các chính sách thương mại tồi tệ và những cuộc xung đột ở nước ngoài. Ông nhấn mạnh, tầm nhìn của ông Trump rất đơn giản nhưng lại hết sức quyết liệt. Chúng tôi sẽ không phục vụ phố quân, chúng tôi sẽ cam kết hướng tới tầng lớp lao động. Ông lập luận rằng, chính phủ cần nỗ lực hơn nữa để hỗ trợ người lao động bình dân bằng cách hạn chế hàng nhập khẩu, tăng lương tối thiểu cho họ. Phó tướng của ông Trump cũng kêu gọi sự ủng hộ từ tầng lớp lao động và trung lưu ở ba bang chiến trường Michigan, Pennsylvania và Wisconsin. Bài phát biểu của ông Vance chứa đựng nhiều quan điểm giống ông Trump như hứa hẹn ưu tiên sản phẩm nội địa thay vì hàng nhập khẩu và cảnh báo các đồng minh không còn được Mỹ đảm bảo an ninh miễn phí. Cũng giống như ông Trump, ông Vance mạnh mẽ phản đối viện trợ của Mỹ cho Ukraine, lập luận rằng chính phủ Mỹ hiện tại thiếu một kế hoạch cho sự thành công cho bài toán này. Trong cuộc phỏng vấn với CNN vào cuối năm ngoái, ông Vance cho biết ông phản đối việc gửi thêm viện trợ cho Ukraine vì ông không tin rằng Kiev sẽ có thể áp đảo được Nga. Ông Vance cũng đặt câu hỏi tại sao việc cung cấp hàng tỷ đô la Mỹ viện trợ cho Ukraine lại giúp ích cho Kiev vào thời điểm này trong cuộc xung đột với Nga, trong khi các khoản viện trợ trước đó vẫn chưa thể chấm dứt xung đột. Ông cho rằng không ai tin Ukraine có thể giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga, đồng thời giải thích rằng trọng tâm chính nên là chấm dứt xung đột và thương vong trong khu vực. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục quân sự chính trị của các lực lượng vũ trang Liên bang Nga, Thiếu tướng Apti Alaudinov người đồng thời cũng là chỉ huy trưởng lực lượng đặc biệt Akhmat mới đây đã khẳng định rằng kế hoạch quân sự SVO sẽ hoàn thành vào cuối năm 2024. Ông Aloudinov đã khẳng định rằng ông nhận thấy có tất cả các điều kiện tiên quyết để chiến dịch này kết thúc vào cuối năm nay. Vị tướng này còn khẳng định ông Donald Trump, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và những người đồng cấp phương Tây lên nhậm chức rồi lại ra đi, nhưng tổng thống Vladimir Putin vẫn đang tại vị và kiên định với mục tiêu nhất quán của nước Nga đồng thời nhấn mạnh chiến dịch sẽ kết thúc trong năm nay vì những điều kiện tiên quyết mà ông nhận thấy ngay cả ở ukraine cũng có nhiều quan chức kiev đã nhận thức được kết cục đáng buồn này và hiểu rằng cuộc xung đột đã thất bại đó cũng là lý do tại sao nhiều đơn vị của quân đội ukraine đã tự động rút lui khỏi khu vực phòng thủ của mình hoặc đầu hàng lực lượng vũ trang nga ông nói chúng tôi dự định kết thúc kế hoạch quân sự trong năm nay tôi khá chắc chắn rằng chúng tôi sẽ kết thúc chiến dịch vào mùa thu tới Tôi đã nói điều này vào năm 2022, 2023 và 2024. Đối thủ của chúng tôi đã có thể cảm nhận được điều này. Một tháng trước đó, ông Alaudinov cũng nhận định kế hoạch quân sự của Nga tại Ukraine sẽ hoàn thành vào năm 2024 với việc lực lượng Nga đánh bại hoàn toàn lực lượng vũ trang Ukraine. Tướng Alaudinov cho biết, tôi hoàn toàn chắc chắn năm nay sẽ kết thúc với chiến thắng của Nga. Tôi nghĩ rằng Chúng tôi sẽ đánh bại các lực lượng và phương tiện mà họ, tức là lực lượng vũ trang Ukraina đã tập hợp lại. Chúng tôi có thể đánh bại họ, chúng tôi có nguồn lực khá lớn. Tướng Alaudinop Al cũng cho rằng Nga đang chuẩn bị cho một trận chiến quyết định. Ông cam kết sẽ làm mọi cách để đảm bảo kế hoạch quân sự kết thúc vào năm 2024. Ông Alaudinop Al cũng cảnh báo, bất chấp vũ khí nào do phương Tây cấp cho lực lượng Ukraina cũng không thể đảo ngược tiến trình lịch sử và diễn biến trực tiếp ở tiền tuyến. Đồng thời tuyên bố nga sẵn sàng đối phó với tình huống phương tây cung cấp vũ khí có khả năng tấn công lãnh thổ nga cho chính quyền kiev tướng nga cũng tuyên bố sẽ nghiền nát vũ khí phương tây cấp cho ukraine mặc dù vị tướng này tự tin như vậy nhưng có không ít quan chức và chuyên gia quân sự nga cho rằng đây là những nhận định hơi lạc quan thái quá bởi cục diện cuộc xung đột nga ukraine vẫn đang còn rất phức tạp moscow sẽ chỉ kết thúc kế hoạch quân sự khi đã chiếm được toàn bộ các phần lãnh thổ lớn đang còn nằm dưới sự kiểm soát của quân đội ukraine ở các vùng Donetsk, Zaporizhia, Kherson. Tuy nhiên, hiện có rất nhiều mục tiêu trọng yếu mà lực lượng Nga còn chưa tiến tới gần. Do đó, để kiểm soát được hết các mục tiêu này, với tốc độ tiến quân hiện nay, Nga sẽ phải mất ít nhất là 2 năm nữa, nên kế hoạch được dự báo là phải đến năm 2026 mới có thể chấm dứt. Dù Kiev có chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán về một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời hay đàm phán hòa bình với Moscow, thì cuộc xung đột Nga-Ukraine cũng chưa chắc đã chấm dứt trong năm nay bởi Ukraine sẽ không dễ dàng chấp nhận trao trả các vùng lãnh thổ hiện họ vẫn còn kiểm soát cho Nga. Bộ Quốc phòng Nga ngày 18 tháng 7 thông báo, lực lượng phòng không trực chiến đã phá hủy và đánh chặn 33 máy bay không người lái UAV trên bán đảo Crimea và 2 UAV trên tỉnh Bryansk. Thêm rằng, lực lượng nước này ở Biển Đen còn phá hủy 10 xuồng không người lái cảm tử Ukraine trong lúc chúng đang hướng về bán đảo Crimea không rõ quân đội Ukraine đã triển khai tổng cộng bao nhiêu UAV và xuồng cảm tử trong cuộc tấn công và lực lượng Nga đã dùng phương pháp nào để ứng phó. Thị trưởng thành phố cảng Sevastopol tại Crimea, Mikhail Ravozaev cho biết, quân đội Nga đã ngăn chặn và phá hủy xuồng cảm tử của Ukraine. Ông không đề cập thiệt hại hay thương vong sau vụ tập kích. Thống đốc Bryansk, Alexander Bogomaz xác nhận, hai UAV Ukraine đã bị đánh chặn trên bầu trời của tỉnh và vụ tập kích không gây ra thiệt hại về người hay vật chất. Video do The Wrong Side Tài khoản chuyên đăng tư liệu về xung đột tại Ukraine chia sẻ cho thấy, một vụ nổ lớn ở giữa biển được cho là khoảnh khắc xuồng cảm tử của Ukraine bị lực lượng Nga tập kích phá hủy. Ukraine từ đầu năm tăng cường tập kích lãnh thổ Nga tại các khu vực do Moscow kiểm soát bằng tên lửa UAV cùng xuồng cảm tử, nhắm mục tiêu vào hạ tầng năng lượng, các thị trấn, làng mạc gần biên giới giữa hai nước cũng như bán đảo Crimea. Được biết, nỗ lực tập kích thời gian qua của Ukraine không mới, nhưng báo hiệu sự thay đổi quan trọng trong cuộc xung đột đang bước qua năm thứ ba giữa Ukraine và Nga. Bán đảo Crimea và Sevastopol nói riêng có vai trò chiến lược đối với cả Ukraine lẫn Nga. Hạm đội biển đen của Nga đóng tại Sevastopol, một thành phố cảng thuộc khu vực tự trị về hành chính và được xem có vai trò rất quan trọng. Căn cứ của Nga tại đây giúp Moscow tiếp cận địa Trung Hải, trong khi hạm đội của Ukraine cũng thuộc khu vực này. Trước đây, Ukraine từng cố gắng đánh sập cây cầu Crimea do Nga xây dựng để giảm khả năng tiếp viện cho các lực lượng Nga. Gần một năm sau sự kiện cầu Crimea, Ukraine đã bắt đầu quay lại chiến địa ở miền nam này với loạt tập kích mới. Về lý thuyết, theo cách ví von của Politico, việc Ukraine nhắm Crimea đơn giản là đánh vào nơi Nga thấy đau. Cũng như sự kiện tấn công cầu Crimea năm ngoái, Ukraine muốn chặn hoặc giảm khả năng tiếp viện của đất liền Nga qua Crimea. Điều này buộc Nga phải dựa vào các tuyến đường bộ và đường sắt trên lãnh thổ chiếm đóng ở Ukraine và các xe tải, xe lửa Nga dễ rơi vào tầm bắn của Ukraine. Hãng tin Reuters đưa tin ngày 18 tháng 7, một số công ty khởi nghiệp tại Ukraine đang tích cực phát triển các hệ thống trí tuệ nhân tạo AI để hỗ trợ điều khiển một phi đội máy bay không người lái drone khổng lồ. nhu cầu về máy bay không người lái được hỗ trợ AI đang trở nên cấp bách hơn khi cả hai bên đồng loạt triển khai hệ thống tác chiến điện tử EVK cắt đứt tín hiệu giữa người điều khiển và các drone. Theo báo cáo của giới chức Ukraine, thời gian gần đây các drone của họ liên tục bị quân đội Nga làm nhiễu tín hiệu. Đồng thời, phía Moscow cũng thường báo cáo những vụ nhiễu tín hiệu tương tự. Vì vậy, quân đội Kiev hy vọng việc triển khai các drone có tích hợp AI ở tiền tuyến sẽ giúp nước này khắc phục được tình trạng nhiễu tín hiệu. Ngoài ra, họ cũng kỳ vọng các drone tích hợp AI sẽ cho phép các thiết bị không người lái UAV có thể hoạt động cùng lúc theo một nhóm lớn hơn. Mỹ cùng các đồng minh như Vương quốc Anh chuyển giao hàng nghìn máy bay không người lái, drone, UAV tích hợp trí tuệ nhân tạo AI cho Ukraine để đối đầu với quân đội Nga. Theo đó, giới quân sự phương Tây phát triển công nghệ mà họ tin rằng có thể giúp Ukraine chống lại sự vượt trội của Nga ở một số khu vực nhờ vào phương tiện tự hành. Các drone có thể được gửi cho Kiev, tuy nhiên thời gian chuyển giao chưa xác định. Drone ngày càng cho thấy tầm quan trọng trong cuộc xung đột Nga-Ukraine khi hai bên đã giao tranh sang năm thứ ba, mở ra cuộc đua phát triển công nghệ mới có khả năng định hình chiến trường tương lai. Theo Bloomberg, Nga đang đẩy mạnh sản xuất drone quân sự nội địa với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Iran. Trong khi đó, các đồng minh của Ukraine hứa hẹn chuyển giao một triệu drone cho nước này trong vòng một năm. Vừa qua, Kiev tuyên bố đã dùng các xuồng tự hành USV phá hủy một tàu chiến của Nga tại Biển Đen. Vào đầu tháng 1 năm 2024, các quan chức Nhà Trắng cũng đã có cuộc họp với những tập đoàn quốc phòng hàng đầu để thảo luận về các công nghệ quân sự tiên tiến có thể hỗ trợ Ukraine. Tại châu Âu, Thủ tướng Đức Olaf Scholz kêu gọi các nước trong khu vực tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine, cảnh báo những nguy cơ cả về chính trị và tài chính có thể xảy ra nếu Nga giành chiến thắng. Nguồn tin của Bloomberg nhận định, mặc dù các drone AI không thể thay thế hoàn toàn cho đạn pháo, song chúng giúp thu hẹp khoảng cách giữa hai bên và tạo ra những cục diện mới trên chiến trường. Các drone tích hợp AI này sẽ được triển khai theo đội hình lớn, có khả năng liên lạc với từng thiết bị để nhắm vào các vị trí kẻ thù mà không cần người điều khiển từng chiếc. Ngày 17 tháng 7, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại Hungary, ông Peter Szijjarto nói rằng các cuộc đàm phán hòa bình nhằm giải quyết xung đột ở Ukraine có thể sẽ bắt đầu trong năm nay nếu ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ. Phát biểu với hãng thông tấn RIA Novosti của Nga, ông Szijjarto nói, Tôi nghĩ rằng cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ chắc chắn sẽ là yếu tố thay đổi cuộc chơi. Tôi nghĩ nếu ông Trump thắng cử, sẽ có cơ hội để các cuộc đàm phán hòa bình được tiến hành ngay trong năm nay quan chức Hungary lưu ý quan điểm của Mỹ về cuộc xung đột sẽ thay đổi dưới thời ông Trump. Bên cạnh đó, theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại Hungary, sẵn sàng trở thành địa điểm tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine, cũng như luôn sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi, an ninh và cơ hội bình đẳng cho cả hai bên. Trước đó, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán bắt đầu nhiệm kỳ Chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu trong 6 tháng bằng các chuyến thăm tới Ukraine, Nga, Trung Quốc, và dự hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington với sứ mệnh hòa bình. Ông cũng thảo luận việc đạt được hòa bình ở Ukraine với ông Donald Trump tại dinh thự Malago ở Florida của ứng cử viên Tổng thống Mỹ này. Các chuyến đi không nhận được sự ủng hộ của các nhà lãnh đạo EU vì cho rằng ông Orbán không thể thay mặt lập trường của toàn khối. Hôm 15 tháng 7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói đại diện Nga nên tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình lần thứ hai ở Ukraine dự kiến tổ chức vào tháng 11 tới. Trong khi đó, ngày 17 tháng 7, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố thỏa thuận hòa bình ở Ukraine sẽ phải tính đến hiện thực mới, trong đó có việc thừa nhận các vùng lãnh thổ mới sắp nhập là thành phần của Nga, bao gồm các nước Cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk, các tỉnh Kherson và Zaporizhia. Khẳng định Moscow sẽ không từ bỏ các vùng lãnh thổ đã gia nhập Nga thông qua trưng cầu dân ý. Ông Lavrov nhấn mạnh các vùng này đã được đưa vào hiến pháp Nga và sẽ không được đưa ra thảo luận. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga cũng yêu cầu phương Tây ngừng cung cấp vũ khí cho Kiev trước khi bắt đầu đàm phán. Lãnh thổ Ukraine với đường biên giới năm 1991, nơi có các vùng mà Nga đã sáp nhập từ năm 2014, từng luôn là điều kiện được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh để kết thúc xung đột. Tháng 3 năm nay, lần đầu tiên nhà lãnh đạo này chấp nhận có thể bắt đầu đàm phán nếu Kiev giành lại quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ đã mất sau năm 2022 lãnh đạo cơ quan truyền thông của Houthi, Amen Hayman mới đây thông báo, lực lượng này đã dùng xuồng cảm tử tập kích tàu dầu Chios Lion trên biển đỏ. Trước đó, do phương tiện này vi phạm lệnh cấm cập cảng Israel. Houthi công bố video cho thấy, xuồng cảm tử lắp vào vị trí phía trước bên mạng trái tàu dầu Chios Lion, gây ra vụ nổ lớn. Video không ghi lại tình trạng của tàu dầu sau vụ tập kích. Hình ảnh xuồng tự sát cũng được che mờ. Bộ Tư lệnh Trung tâm của quân đội Mỹ Sencom xác nhận, hầu thi tấn công tàu dầu Chios Lion treo cờ Liberia thuộc sở hữu của quần đảo Marshall và do Hy Lạp vận hành gây hư hại cho phương tiện. Trung tâm Thông tin Hàng hải chung GMIC, đơn vị phối hợp với Liên minh Hải quân phương Tây trong khu vực cho biết, tàu Chios Lion bị hư hại ở mạn trái, phải quay đầu tới khu vực an toàn để đánh giá thêm thiệt hại và xem xét nguy cơ tràn dầu ra biển. Toàn bộ thủy thủ tàu Chios Lion đều an toàn sau vụ tập kích. Houthi còn dùng xuồng cảm tử, tàu cỡ nhỏ và tên lửa chống hạm tập kích tàu dầu Bentley 1 treo cờ Panama do Israel sở hữu và Hy Lạp vận hành. Tuy nhiên, Sencom không cho biết thiệt hại hay thương vong liên quan tới tàu Bentley 1. Các hoạt động quân sự mới của Houthi nhằm đáp trả cuộc không kích của Israel vào thành phố Khan Yunis phía nam giải Gaza. Cụ thể, cơ quan y tế giải Gaza cho biết hàng trăm người thương vong trong vụ không kích của Israel nhằm vào khu Al-Mawasi dành cho người dân di tản gần thành phố Khan Yunis phía nam giải Gaza. Tuyên bố của văn phòng truyền thông do Hamas điều hành nêu rõ, quân đội Israel đã tiến hành một vụ thảm sát lớn bằng cách ném bom xuống khu ở của người di tản tại Khan Yunis. Israel đã tuyên bố Al-Mawasi là vùng an toàn sau khi yêu cầu người dân sơ tán khỏi các khu vực khác ở giải Gaza. Quân đội Israel cho biết xem xét thông tin liên quan đến vụ không kích. Bộ trưởng quốc phòng Israel Yoav Gallant tiến hành cuộc tham vấn đặc biệt về những diễn biến ở Gaza. Trong khi đó, Đài phát thanh quân đội Israel đưa tin, nước này đã tiến hành một cuộc không kích nhằm vào chỉ huy quân sự của Hamas, Mohammed Deif ở Gaza. Theo đài phát thanh quân đội Israel, ông Deif được cho là ẩn náu trong một khu nhân đạo do Israel chỉ định ở Al Mawasi, phía tây thành phố Khan Yunis. Hiện chưa có thông tin nào về ông Deif. Quan chức cấp cao của Hamas, Abu Juri, không xác nhận liệu ông Deif có mặt vào thời điểm xảy ra vụ tấn công hay không, đồng thời cho biết toàn bộ những người thiệt mạng đều là dân thường. Ông nhấn mạnh Cuộc không kích này cho thấy Israel không quan tâm tới việc đã được lệnh ngừng bắn. Thời gian gần đây, Nga đã đổi mới chiến thuật tấn công với việc phóng tên lửa dẫn đường từ các máy bay hiện đại như Mi-28N, Night Hunter và K-52 Alligator. Những trực thăng này được trang bị hệ thống công nghệ cao, giúp gia tăng đáng kể hiệu quả chiến đấu. Trực thăng Nga đã sử dụng các loại tên lửa Ataka và Vikram-1, có tầm bắn 10 km. Những tên lửa này được trang bị hệ thống dẫn đường bằng laser, có độ chính xác cao và có khả năng chống gây nhiễu điện tử. Tên lửa Vikram 1 được thiết kế để phá hủy các mục tiêu bọc thép như xe tăng và xe chiến đấu bộ binh. Chúng có khả năng xuyên thủng lớp giáp dày tới 900 mm, có khả năng chống lại các thiết bị hạng nặng. Trong khi đó, tên lửa Ataka có ứng dụng phổ biến hơn, có thể được sử dụng để phá hủy cả phương tiện bọc thép cũng như các vị trí kiên cố và nhân lực của đối phương. Ngoài hai tên lửa trên, Nga còn có tên lửa hiện đại LMUR x -E 305. Tên lửa này có nhiều đặc tính ưu việt hơn so với những mẫu tên lửa ra đời trước. Có thể sử dụng cho cả trực thăng Mi-28NM và K-52M. LMUR có tầm bắn lên tới 15 km và được trang bị đầu dẫn đường, cho phép nó thu thập và theo dõi mục tiêu một cách độc lập sau khi phóng. Trong kế hoạch quân sự tại Ukraine, trực thăng Nga đã sử dụng tên lửa dẫn đường để thực hiện nhiều nhiệm vụ chiến đấu khác nhau chẳng hạn vào tháng 6 năm 2023, phi đội K-52 đã phá hủy đoàn xe bọc thép của lực lượng vũ trang Ukraine bằng một tên lửa Vik-1 làm gián đoạn cuộc tấn công của đối phương và đảm bảo an toàn cho các vị trí Nga. Phi đội Mi-28N sử dụng tên lửa Ataka bắn hạ các vị trí kiên cố của đối phương ở vùng Donetsk. Cuộc tấn công đã phá hủy một số bong ke và cứ điểm kiên cố, tạo điều kiện cho lực lượng Nga tiến lên và chiếm giữ các vị trí chiến lược. LMUR cũng đã chứng tỏ được tính hiệu quả trong hoạt động tác chiến. Trong một trận chiến ở miền Nam Ukraine, phi đội K-52M đã sử dụng LMUR để phá hủy sở chỉ huy kiên cố của đối phương. Ngoài ra, các chuyên gia Nga cũng đang nghiên cứu hệ thống dẫn đường và hiệu chỉnh đường bay của tên lửa tác chiến chiến thuật Atak MS do Mỹ sản xuất. Sputnik dẫn lời chuyên gia Nga cho biết, một đầu đạn tên lửa Atak MS được trang bị hệ thống dẫn đường và ba con quay hồi chuyển laser vòng cho phép tên lửa duy trì quỹ đạo đường đạn đang được Nga phân tích. Theo chuyên gia này, một anten GPS đã được sử dụng để điều chỉnh giai đoạn đầu và giai đoạn cuối của quỹ đạo đường đạn. Ông cũng lưu ý rằng Nga có thể phân tích hoạt động của hệ thống tên lửa ATACMS ở toàn bộ giai đoạn quỹ đạo bay.